Hello, xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh Thiệu Vlog. Chiều nay nhà có làm mấy món để cơm chiều nha cả nhà. Nhà xem clip thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình nha. Nhớ gia đình một like, một share, một đăng ký kênh nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Thì chiều nay mình ở nhà cũng có làm cái món tôm mình ghim với thịt ba gọi nha. Với lại ở đây mình nấu canh khoai mỡ nha cả nhà. Thì nguyên liệu mình làm cái món tôm ghim thịt này thì ở đây mình cũng có củ hành tím, với lại tỏi mình cũng đã băm rồi nha, mình nhuyễn cái hết rồi. Có mực ớt. Còn ở đây canh khoai mỡ thì mình ở đây mình nấu rồi mình về nhà. Canh khoai mỡ này mình nấu với lại tôm nha cả nhà. Đây, cũng có mỡ tôm nha. Rồi, bắt đầu mình đi làm nha. Thì ở đây mình cũng có ốp mớ gia vị vô trong thịt nha cả nhà, cũng như là gia vị thông thường nha, ít bột ngọt, một muỗng đường, một muỗng hạt nêm, với lại nửa muỗng tiêu nha. Với một muỗng dầu hào nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng cho thêm một miếng nước mắm để mình ướp luôn nha. Rồi mình trộn cho cái hỗn hợp bắt đầu nó thấm vô thịt nha. Với lại mình thêm một ít tỏi băm với một ít hành tím nha. Mình trộn cho nó thấm, để cho nó thấm vô thịt nha. Khoảng 15 phút bắt đầu mình mới đem mình kho nó. Thịt bây giờ cũng đã ướp xong rồi nha cả nhà. Vậy trong khi chờ đợi mà thịt nó thấm gia vị thì ở đây mình đâm tôm ra để mình nấu canh nha. Tôm mình gạt nó ra nha cả nhà. Bây giờ tôm của mình cũng đã giã xong rồi nha. Bây giờ mình bắt nồi lên để mình nấu canh nha. Bây giờ cái nồi cũng đã nóng rồi, mình cho một ít dầu ăn vào nha. Dầu cũng đã nóng rồi, tiếp tục mình cho đầu hành mình đâm nhuyễn mình cho vô nha. Bây giờ hành của mình cũng đã vàng nha, tiếp tục mình cho tôm vô luôn cái này. Bây giờ tôm cũng đã săn rồi nha, tiếp tục mình cho nước vô luôn nha. Bây giờ nước cũng đã sôi rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình bỏ khoai mỡ vào luôn nha cả nhà. Bây giờ mình bật bếp để mình kho thịt nha cả nhà. Bây giờ dầu cũng đã nóng rồi, mình cho một ít đường để mình làm nước màu nha cả nhà. Bây giờ đường mình cũng đã thắng thành nước màu rồi nha. Bây giờ tiếp tục mình cho tỏi băm vô lại, hành tím băm vô luôn nha. Rồi tiếp tục mình cho thịt vô luôn nha cả nhà. Bây giờ thịt của mình cũng đã săn rồi nha, tiếp tục mình cho tôm vô luôn nha. Giờ tôm với thịt mình cũng săn rồi nha, giờ mình tiếp tục mình cho một ít nước vô nha. Giờ mình trở lại mình coi cái chảo mà tôm ghim thịt của mình nha. Tại cái nồi canh của mình này, canh khoai mỡ cả nhà, mình đảo lại nha cho nó thấm hết gia vị vô luôn nha. Cái nồi thịt của mình nấu như nào mà cho cái nước nó sắc xuống vậy cả nhà là bắt đầu mới chín mới được nha. Nồi canh này bây giờ cũng là sâu dữ rồi. Bây giờ mình cũng nêm thêm một mối gia vị nữa nha. Vì hôm nãy mình cũng đã có ớt vô thịt rồi. Để đây mình cũng nêm một mối gia vị vô nồi canh nha cả nhà.
cũng như thường lệ đến thì muối, đường, bột ngọt với lại hạt nêm nha. Bây giờ mình bỏ thêm một ít hành lá nha cả nhà. Vậy nè, vậy thì nồi canh mình cũng đã xong rồi nha. Giờ cái nồi tôm viêm thịt của mình cũng đã xong rồi nha. Tiếp tục mình cho, giờ tiếp tục mình cho một ít hành lá vô nữa nha cả nhà. Rồi vậy thì cái nồi tôm thịt của mình cũng đã xong rồi nha. Cơm chiều. Cả nhà ăn cơm gia đình luôn nha. Mày mà cô chú ăn cơm gia đình con. Cả nhà ăn cơm cùng gia đình luôn nha. Cả nhà ăn cơm gia đình luôn nha. Cái này thì bạn cần phải mở ngon. Đúng rồi, bữa ăn mặn lòng được. Bữa ăn mặn lòng được. Biết không? Không có sức khỏe đó. Nhưng phải mở cái chèm vô vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là có ai nghe được dở có mà dở gì để luôn à. Bây giờ nha cả nhà, là tạm kết thúc nha. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ ký ủng hộ gia đình mình nhé, nhớ cho gia đình mình một like kênh nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye.